Không lâu sau khi vấn đề nóng giữa Nga và Ukraine xảy ra, giá xăng dầu trên thế giới đã vọt tăng. Mỹ dù là một quốc gia có thế mạnh về xăng dầu, nhưng giá nhiên liệu tại Mỹ cũng vẫn tăng lên. Điều này đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy người dùng chuyển sang lựa chọn các mẫu xe điện thay vì xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Kia có lẽ là một minh chứng dễ thấy cho điều này khi mới đây, hãng xe Hàn Quốc này đã có một bước tăng trưởng đáng chú ý. Cụ thể, trong tháng 3 vừa qua, Kia ghi nhận doanh số xe điện kỷ lục, tăng trưởng lên tới 55%, đạt tổng cộng 59.524 chiếc. Chia sẻ về niềm vui với những thành tích đạt được, ông Eric Watson, phó chủ tịch phụ trách kinh doanh của Kia Mỹ, cho biết, hiện Kia đang đắm chìm giữa những điều tích cực khi chúng tôi tiếp tục bứt phá so với mặt bằng chung của ngành công nghiệp, tăng thêm thị phần dù vẫn phải đối diện với những khó khăn mà cả ngành đang gặp phải. Trong số những mẫu xe điện và Kia bán ra, mẫu Kia EV6 có lẽ là điểm nổi trội nhất khi mới chỉ là hàng thứ hai xuất hiện trên thị trường. Kia EV6 đã có doanh số tăng trưởng 50%, đạt 3.156 chiếc, nâng tổng số chiếc Kia EV6 được bán ra lên 5.281 chiếc. Nói thêm về mẫu xe điện Kia EV6, đây có lẽ là mẫu xe không quá xa lạ với những người theo dõi thị trường xe Việt Nam. Lý do có thể nêu ra chính là việc Thaco đã giới thiệu mẫu xe này tới thị trường Việt Nam từ hồi đầu tháng 10, trong buổi ra mắt mẫu Kia Carnival. Tại buổi ra mắt đó, Tổng Giám đốc Thaco Auto, ông Nguyễn Quang Bảo, cho biết rằng mẫu xe điện Kia EV6 dự kiến chính thức được bán ra từ quý 2 2022. Tuy nhiên, ngoài thông tin này thì Thaco cũng không cung cấp thông tin nào thêm về kế hoạch bán hàng hay kế hoạch xây dựng trạm sạc cho mẫu xe. Tại Mỹ, mẫu xe này hiện được bán với mức giá khởi điểm 42.115 USD, tức khoảng 963 triệu đồng. Một số dự đoán cũng cho rằng khi về Việt Nam, Kia EV6 cũng sẽ có mức giá khoảng 1 tỷ đồng. Điểm ấn tượng dễ thấy nhất với Kia EV6 có thể thấy ngay với thiết kế theo phong cách tương lai với những điểm nhấn lạ mắt ở cả ngoại thất lẫn nội thất. Ở ngoại thất có thể thấy những chi tiết đặc trưng như đèn LED ban ngày phía trước gợi hình mũi tên hướng về trung tâm xe, đường LED đèn hậu kết hợp với uốn lượn, kết nối với đường chỉ đen chạy dưới thấp hông xe, cho thấy thiết kế mang tính thống nhất, có liên kết. Tại nội thất, điểm khác biệt có thể thấy ngay nằm tại cụm điều khiển điều hòa âm lượng. Khu vực này, Kia trang bị bảng cảm ứng hiển thị các thông số khác nhau, đặc biệt ở chỗ bảng cảm ứng hiển thị các thông tin khác nhau, tương ứng với lựa chọn điều khiển điều hòa hoặc điều khiển âm lượng. Việc tích hợp này giúp chiếc xe gọn hơn, gợi phong cách tối giản mà nhiều hãng xe đặt lên thiết kế nội thất. Nhà sản xuất Hàn Quốc có vẻ đã rất linh hoạt khi đưa ra nhiều cấu hình cho mẫu xe điện này. Xét về mặt công suất, Kia EV6 có phiên bản chỉ 167 mã lực dẫn động cầu sau, nhưng cũng có phiên bản 325 mã lực dẫn động cầu sau. Thậm chí, sau này Kia sẽ bổ sung thêm phiên bản GT, với công suất lên đến gần 600 mã lực, nhưng sẽ chưa sớm xuất hiện trên thị trường ngay. Trong các phiên bản EV6 mà Kia đã đưa ra thị trường, phiên bản dẫn động cầu sau sử dụng bộ pin 77,4 kW là phiên bản có cự ly di chuyển đường hỗn hợp xa nhất, lên tới 500 km theo chuẩn EPA. Phiên bản này có khả năng tiếp nhận sạc siêu nhanh 240 kW, giúp sạc từ 10% lên 80% trong 18 phút. Mẫu CUV Kia EV6 có kích thước lần lượt là 4680, 1880, 1550, gần tương đương với các mẫu như Hyundai Tucson hay Honda CR-V. Nếu đặt Kia EV6 vào thị trường Việt Nam thời điểm mẫu xe này ra mắt, có thể thấy rằng mẫu xe này có thể lấp một khoảng trống về kích thước mà VinFast đang để lại. Theo thông tin mà VinFast đưa ra, mẫu VinFast VF-E34 có kích thước lần lượt là 4300, 1793, 1613, trong khi đó thì mẫu xe đàn anh VinFast VF8 có kích thước lần lượt là 4750, 1900, 1660. Có thể phỏng đoán rằng Kia EV6 có thể sẽ không cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF-E34 hay VF8, ít nhất là về mặt kích thước. Với những khách hàng tại Việt Nam muốn lựa chọn xe điện nhưng cảm thấy VF-E34 không đáp ứng được về kích thước, VF8 lại hơi lớn thì Kia EV6 có thể là một lời giải phù hợp.